Cùng nhau trèo lên quãng dốc, lốc ca lốc cốc tìm gốc cây đa. Dừng chân tìm ba miếng trầu, bôi đầu tại không để ngắm sao trời. Nhà ai có con chim khách, lách ca lách cách tìm đến chim kêu. Rằng à có ba cô nàng, mắt đỏ môi hồng chúng chim đồng tiền. Hỏi cây đa sao vắng gió đi khi đêm về tang tinh tình tang. Gốc đa nghiêng bóng đầu làng, nối dây tờ hồng để ai ngóng trông. Rằng ai đi qua quan dốc, nhớ chân quay về tên miếng trầu cây. Gốc đa soi bóng từng ngày, đợi ai, ai chờ đợi ai. Cây đa chờ mất em buồn, tang tình tang tinh tình tang. Cây đa chờ mất em buồn, tang tình tang tinh tình tang. Lốc ca lốc cốc tìm gốc cây đa. Dừng chân tìm ba miếng trầu, bôi đầu tại không để ngắm sao trời. Nhà ai có con chim khách, lách ca lách cách tìm đến chim kêu. Rằng à có ba cô nàng, mắt đỏ môi hồng chúng chim đồng tiền. Hỏi cây đa sao vắng gió đi khi đêm về tang tinh tình tang. Gốc đa nghiêng bóng đầu làng, nối dây tờ hồng để ai ngóng trông. Rằng ai đi qua quan dốc, nhớ chân quay về tên miếng trầu cây. Gốc đa soi bóng từng ngày, đợi ai, ai chờ đợi ai. Cây đa chờ mất em buồn, tang tình tang tinh tình tang. Cây đa chờ mất em buồn, tang tình tang tinh tình tang. Hỏi cây đa sao vắng gió đi khi đêm về tang tinh tình tang. Gốc đa nghiêng bóng đầu làng, nối dây tờ hồng để ai ngóng trông. Rằng ai đi qua quan dốc, nhớ chân quay về tên tiếng trầu cây. Gốc đa soi bóng từng ngày, đợi ai, ai chờ đợi ai. Cây đa chờ mất em buồn, tang tình tang tinh tình tang. Cây đa chờ mất em buồn, tang tình tang tinh tình tang. Cây đa chờ mất em buồn, tang tình tang tinh tình tang. Cây đa chờ mất em buồn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư an tọa. Khóa sinh đất ta, tất cả các con ngồi xuống trong sự trang nghiêm và im lặng tuyệt đối. Giờ này các con kiểm tra lại mình ngồi có ngay hàng thẳng lối chưa. Bạn ở phía sau nhìn bạn phía trước và nhìn bên trái, bên phải. Tất cả các con hãy dốc hết tấm lòng thành kính của mình để lắng nghe một thời pháp thoại với vô vàn cung bậc cảm xúc đến từ Thượng Tọa Giảng Sư. Môi sinh
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các bạn tình nguyện viên và các em khóa sinh thân mến, hiện diện trên pháp tòa, xin cung kính giới thiệu cùng với tất cả các em Thượng tọa Đạo Hiệu Thích Nhuận Đức, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang. Các con thấy Thượng tọa có quen không? Quen không nè? Ai đã từng một lần và nhiều lần nghe Thượng tọa thuyết pháp đâu, giơ tay lên. Ồ, nhiều quá vậy. Ở đây ai là người lần đầu tiên nhìn thấy Thượng tọa đâu, đưa tay lên. Ủa phải không vậy? Rồi, tất cả các con ai đã về đây tham dự khóa tu mùa hè của những năm trước và trong lễ khai mạc khóa tu vừa rồi, chúng ta cũng đã được lắng nghe những lời chỉ dạy của Thượng tọa. Và hôm nay là ngày cuối cùng của khóa tu mùa hè Đạo Phật với tuổi trẻ, chủ đề Con về tỉnh thức, do Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Tiền Giang tổ chức tại chùa Phước Thới. Thượng tọa một lần nữa trở về để có một buổi pháp thoại chia sẻ cùng với các con. Vậy giờ này tất cả các con đã sẵn sàng chưa? Yếu quá, yếu quá. Hôm nay là ngày cuối rồi, chúng ta lấy hết tất cả năng lượng còn lại của mình. Tất cả các con đã sẵn sàng chưa? Thầy vẫn còn thấy yếu. Bây giờ một lần nữa các con làm sao mà Thượng tọa trong buổi pháp thoại hôm nay, Thượng tọa đem theo rất là nhiều quà, nhiều quà hơn kể cả thầy Đức Trường nữa. Cho nên là các con dùng hết năng lượng của mình. Các con đã sẵn sàng chưa? Một tràng pháo hoa. Tràng pháo hoa thứ hai. Tràng pháo hoa thứ ba. Một tràng pháo tay. Và chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa bắt đầu buổi pháp thoại. Xin cảm ơn thầy MC rất là nhiều. Và các con thấy thầy MC có dễ thương không? Dễ thương cỡ nào? Dễ thương lắm phải không? Vậy cho thầy MC một tràng pháo tay thật lớn đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức trong ban tổ chức khóa tu mùa hè lần thứ 7 Đạo Phật với tuổi trẻ, chủ đề Con về tỉnh thức. Kính thưa các tu sinh trong hội trường sáng hôm nay, một lần nữa thầy về đây để gặp gỡ, chia sẻ với các con trong ngày cuối cùng của khóa tu này. Lời nói đầu tiên, thầy kính nguyện cầu hồng ân Tam Bảo, mười phương chư Phật gia hộ cho các con luôn luôn được dồi dào sức khỏe, tu học thật tốt, và trong cuộc sống các con luôn gặp thuận duyên, may mắn và trở thành người có ích cho xã hội. Thành thầy xin gửi lời chào hoan hỷ nhất đến với tất cả các con. Nam mô A Di Đà Phật. Các con thân mến, những ngày qua các con đã được trải nghiệm sự tu tập và học hỏi kỹ năng, rèn luyện kỹ năng sống đối với bản thân của các con từ nhiều chư tôn đức trong ban tổ chức cũng như các anh chị tình nguyện viên đã dành hết tình cảm, sự chia sẻ và thương yêu các con hết mực trong những ngày qua để các con có được những ngày tu vô cùng ý nghĩa và học hỏi được rất nhiều kỹ năng sống mà sau này các con sẽ ứng dụng trong cuộc sống của mình. Và sự nỗ lực của ban tổ chức khóa tu của các
anh chị tình nguyện viên, các cô chú hậu cần để cho các con an tâm tu học suốt 5 ngày tại chùa Phước Thới này. Đây là một nhân duyên rất là lớn và cũng là một cái ân rất là lớn mà các con nên nhớ đến cái ân này để chúng ta có một cái sự tu học thật tốt, rồi mình sẽ đền đáp cái công ơn của ban tổ chức, của các cô chú công quả, hậu cần và các anh chị tình nguyện viên đã lo cho mình đầy đủ từ những ngày qua. Các con cho các cô chú, các anh chị một tràng pháo tay thật lớn đi. Cảm ơn các con. Và trong những ngày tu vừa rồi, các con đã được trải nghiệm thật nhiều cảm xúc đối với chính bản thân mình. Có bạn thì từ trước đến giờ chưa từng đi tham gia khóa tu này, hôm nay được tham gia, cho nên tất cả đều mới mẻ, đều lạ đối với mình hết. Nhưng trải qua những ngày được trải nghiệm ở nơi đây, Thầy nghĩ rằng các con đã có được cho mình những bài học sống động, những sự động viên, chia sẻ, nhắc nhở đúng lúc. Cho nên các con cũng có một cái sự trưởng thành hơn đối với chính bản thân của mình. Và những bạn đã từng đi tham dự khóa tu mùa hè ở các chùa cũng như ở tại nơi đây, thì các bạn thấy mình có một cái sự may mắn nữa là năm nay mình được trở về tại chùa Phước Thới ở tại thị trấn Cái Bè này để chúng ta tham dự khóa tu tiếp tục trong mùa hè năm 2023. Đây là một nhân duyên rất là lớn mà các con được câu hội về tại một ngôi tự viện 500 em để chúng ta cùng nhau tu học và thực tập những lời Phật dạy trong cuộc sống hàng ngày. Điều này các con đã ghi nhớ cái công lao của ban tổ chức, quý thầy, quý cô chú lo việc hậu cần, rồi các anh chị tình nguyện viên cực khổ vất vả để lo cho các con trong suốt những ngày tu qua. Điều này các con thấy mình có biết ơn không? Có không? Nói lớn lên nào, có biết ơn không? Biết ơn nhiều không? Mình đã biết ơn quý thầy, quý cô, các chú, các anh chị tình nguyện viên đã lo cho mình trong những ngày tu tập ở nơi đây. Lo từng miếng ăn, lo từng giấc ngủ, từng buổi sinh hoạt, từng thời kinh, từng câu niệm Phật, các bước thiền hành, các trò chơi. Và tối đêm qua các con đã trải qua một cái cảm xúc rất là lớn trong cuộc đời của mình, là lòng biết ơn của mình đối với cha, đối với mẹ qua cái buổi lễ thắp nến tri ân và lá thư bằng cả trái tim của chính mình dành cho cha, dành cho mẹ mình vào tối đêm qua. Thì như vậy, tụi con đã biết ơn tất cả mọi người rồi. Bây giờ, tụi con suy nghĩ lại trong cuộc đời của mình từ nhiều năm khi mà các con mới đến với cuộc đời rồi chập chững biết đi cho tới bây giờ. Có những con đã khôn lớn trong vòng tay trìu mến thương yêu của cha mẹ, mà tụi con có bao giờ nói câu con biết ơn cha mẹ chưa? Có nói chưa? Có nói câu con biết ơn cha mẹ chưa? Chưa phải không? Bởi vì từ trước đến giờ mình cứ nghĩ cha mẹ của mình là phải lo cho mình tất cả.
Chứ còn mình chỉ biết là nũng nịu, khóc lóc khi mà cha mẹ của mình không cho một cái gì đó khi mà mình xin cha mẹ. Nhưng mà các con chưa có nghĩ rằng những cái gì mà các con có được hôm nay, ngay cả cái thân của mình có được, những điều đó là do cha và mẹ ban cho mình hết tất cả. Và cuộc sống của các con ngày hôm nay là cũng do cha mẹ của mình ban cho mình hết. Từ những cái điều đó, các con phải có một cái ý niệm suy nghĩ rằng chúng ta đến với cuộc đời này là do cha và mẹ của mình cho mình cái thân này. Rồi những vật chất, tiền tài, quần áo, giày dép hay là tập sách đến trường, tất cả những cái đó chính là do cha mẹ của mình cho mình hết. Thì chúng ta thấy từ khi mình chào đời cho tới ngày hôm nay, các con thấy mình nhận của cha mẹ mình nhiều hay là mình cho cha mẹ mình nhiều? Mình nhận nhiều hay cho nhiều? Toàn là mình nhận của cha mẹ mình không, đúng không ạ? Phải vậy không các con? Mình toàn là nhận của cha mẹ thôi, chứ mình chưa làm gì được cho cha mẹ mình hết. Cho nên đối với ân đức, ân tình mà cha mẹ đã dành cho các con thì các con phải biết được, phải thấy được và các con phải làm cho bằng được để đền đáp cái công ơn mà cha mẹ của mình đã dành cho mình trong suốt thời gian qua. Cho nên hôm nay về gặp gỡ các con, Thầy chia sẻ với các con với một chủ đề là bóng cả đời con. Như vậy, cây cao bóng cả là chỉ cho những người lớn như là ông, bà, cha, mẹ, cô chú, anh chị của mình. Mà cây cao bóng cả đây là chỉ cho những bậc lớn hơn mình, làm ông, làm bà, làm cha, làm mẹ của mình, gọi là bóng cả. Như vậy, trong cuộc đời của mình là chúng ta có bóng cả để che chở cho trọn cuộc đời của mình. Như vậy, bóng cả đó là ai? Là ai? Là cha và mẹ. Tụi con nói lớn lên nào, là ai? Lớn lên nữa, cũng chưa nghe nữa. Phải biết là cha và mẹ của mình. Vì thế, tụi con phải có một cái sự suy nghĩ và làm gì đó cho cha mẹ của mình. Mặc dù mình ở độ tuổi trẻ, độ tuổi nhỏ như thế này, nhưng không phải là chúng ta không giúp ích gì được cho cha mẹ mình đâu. Mà chúng ta cũng có thể giúp ích cho cha mẹ mình nhiều thứ lắm. Tại vì mình không chịu làm thôi, chứ không phải là mình không thể giúp được cho cha mẹ của mình. Hôm rồi, những ngày trước, các con có chơi một cái trò chơi lớn. Trò chơi lớn đó là các con phải vượt qua những chướng ngại vật một cách gian lao, cực khổ, để các con có một cái phần thưởng, đó là tiền hoặc là rau củ quả. Để rồi sau đó các con làm gì? Làm gì? Sau đó các con nấu một mâm cơm có tên gọi là mâm cơm hiếu đạo, phải không? Như vậy, muốn có được cái mâm cơm đó thì tụi con phải làm gì?
tụi con phải làm gì? Tụi con phải vượt qua một cái trò chơi, phải không? Phải vượt qua những gian nan thử thách để tụi con có được phần thưởng xứng đáng, đó là tiền hoặc nhu yếu phẩm, rau củ quả, dầu đường, bột ngọt, nước tương, vân vân, để mình nấu được một mâm cơm. Và trải qua một thời gian các con nấu cái mâm cơm chính tay mình nấu đó, các con thấy được một mâm cơm như vậy là sướng hay là cực? Cực lắm, phải không ạ? Cực là lúc phải vượt qua những chướng ngại trong ngay ở cái phần thi để có được tiền, rồi có được nhu yếu phẩm. Khi có tiền, có nhu yếu phẩm xong rồi, cũng chưa có làm được mâm cơm, mà phải tự mình vào bếp nhóm lửa để mình nấu cơm, làm thức ăn. À, thì các con thấy đó, trải qua một giai đoạn của các con chỉ tham gia cái trò chơi trong cái khóa tu này thôi, mà các con phải vượt qua sự cực khổ gian lao mới có tiền, mới có nhu yếu phẩm để các con nấu một bữa cơm. Rồi các con nấu một bữa cơm đó, đủ loại cơm hết. Cơm sống cũng có, cơm khét cũng có, cơm nhão cũng có. Nói chung là có những cái nồi cơm phải nấu cả 3 đến 4 tầng. Một tầng khô, một tầng khét, một tầng nhão. Mà các con cũng phải cố gắng nỗ lực nấu cho mình một cái mâm cơm. Rồi thức ăn mình nấu, lần đầu tiên mình được vào bếp, lần đầu tiên mình nhóm lửa để mình nấu thức ăn, các con nêm nếm, có món thì ngọt quá, có món thì mặn quá, có món thì chua quá, hay là có món thì lạc quá. Thì các con thấy nếu như mình có được một mâm cơm để trên bàn có sẵn đó, mình ngồi vào mình ăn á, thì các con thấy mình có cực khổ gì hết, mình không có gian lao gì hết, và mình chỉ ngồi vào mình ăn thôi. Còn bây giờ các con phải tự làm một cái mâm cơm để các con cùng nhóm bạn của mình ăn và thi ở trong cái khóa tu này. Nhưng mà tụi con đã cảm nhận được muốn có một mâm cơm như vậy thì tụi con phải vất vả cực khổ gian lao biết dường nào rồi. Thì bây giờ mình thử nghĩ lại cái mâm cơm trên bàn mình ngồi ăn ở nhà đó, cha và mẹ của mình vất vả cực khổ cỡ nào để mình có một cái mâm cơm ngon, mình đi học về mình ăn, hay là mình đi chơi về mình cũng có cái mâm cơm để mình ăn. Thì tụi con phải suy nghĩ lại sự vất vả nhọc nhằn của cha mẹ mình để có được cái mâm cơm cho tụi con ăn. Mình nấu mâm cơm ở đây là mình thi trong khóa tu mùa hè để lấy cái giải thưởng mâm cơm hiếu thảo. Nhưng cái mâm cơm ở gia đình của tụi con mà tụi con có, tụi con ăn đó, là cha mẹ của tụi con phải thi ở trường đời rất lớn, phải tranh đấu vất vả gian lao cực khổ lắm mới có được cái mâm cơm mà tụi con dùng. Chính vì thế các con thấy mình chỉ biết hưởng thụ, mình chỉ biết nhận, mình chỉ biết vòi vĩnh, mình chỉ biết nhõng nhẽo, mình chỉ biết là làm sao cho cha mẹ của mình cho mình tiền, hay cho cha mẹ của mình cho mình một cái gì đó thôi. Chứ mình không nghĩ tiền đó từ đâu cha mẹ có, đồ đó từ đâu cha mẹ có. Có ai đã từng nghĩ chưa? Có ai nghĩ không? Có bạn nào nghĩ là quần áo mình mặc trên người của mình đó là từ đâu mình có không? Rồi cái mâm cơm mình ngồi mình ăn ngon á, là có phải là tự dưng ở trên trời rơi xuống để có mình ăn không?
mà tất cả đều là sự gian lao cực khổ vất vả của cha và của mẹ hết á. Cho nên tụi con có bao giờ mình về mình hỏi cha, mình về mình hỏi mẹ mình đi làm về, cha đi làm về có mệt không? Mẹ ở nhà mẹ lo cơm nước vất vả quét nhà, lau nhà, dọn dẹp nhà cửa như vậy mẹ có mệt không? Có bao giờ các con hỏi không? Hỏi cha hỏi mẹ mình không? Có một số thì có, nhưng mà có một số thì cũng chưa từng hỏi, phải không? Chưa bao giờ hỏi cha đi làm về có mệt không? Chưa bao giờ hỏi mẹ làm công việc nhiều mẹ có mệt không? Chưa bao giờ chúng ta từng quan tâm, từng chăm sóc, từng hỏi cha, từng hỏi mẹ của mình. Như vậy, mình làm con, bây giờ các con thấy nếu như mình thiếu sót đối với cha, đối với mẹ của mình như vậy đó, thì mình thấy mình có một cái sự bất hiếu đối với cha, với mẹ mình không à? Có không? Mình quên cha, mình quên mẹ của mình quên sự vất vả cực khổ của cha, của mẹ mình. Vì thế, các con thấy mình nên suy nghĩ trở lại để các con thấy những gì mà các con có được hôm nay là tất cả do cha mẹ ban cho mình. Từ cái thân này cho tới quần áo, giày, dép, tập sách, tiền bạc mình đi học là do cha mẹ của mình vất vả gian lao buôn tảo bán tần, thức khuya dậy sớm, đi ngựa về xuôi để lo cho các con được khôn lớn trưởng thành. Và như vậy, tụi con thấy công lao của cha mẹ vô cùng lớn lao đối với mình, mà có đôi khi mình quên đi. Mình quên, mình không nhớ cái công lao của cha, của mẹ mình. Và với độ tuổi của các con, mình còn nhỏ như thế này, mình chưa có làm cái gì ra tiền hết á, mà mình chỉ biết xài tiền của cha mẹ thôi. Nhưng mà tụi con có thể giúp cha mẹ mình công việc nhà được không ạ? Được không? Chẳng hạn như mình phụ mẹ nấu cơm, làm thức ăn, rửa chén, quét nhà, lau nhà, dọn dẹp vườn cùng với mẹ của mình, hay là mẹ của mình, cha của mình buôn bán ở chợ, mình cũng có thể phụ cha, phụ mẹ mình dọn hàng ra, dọn hàng về để phụ cha, phụ mẹ của mình bằng những việc nhỏ nhặt đó. Tụi con làm được không? Được chứ, phải không à? Tất cả những việc nhỏ nhặt đó tụi con làm được hết á. Nhưng mà có đôi khi á, mình lại vô tâm, mình quên và mình chạy theo cái sự đi chơi của các bạn mình rủ đi. Khi bạn mình rủ đi cái mình đi liền, mà mình quên cái việc là mình phải phụ cha, phụ mẹ của mình công việc nhà để đỡ đần phụ thêm sự vất vả của cha mẹ mình. Khi mình nghe bạn mình kêu cái mình đi liền tức khắc. Cho nên các con phải có một cái sự suy nghĩ lại đối với bản thân của chính mình ngay trong cuộc sống mà gia đình cha mẹ đã dành cho mình. Bây giờ thầy hỏi các con nè, nếu như các con đi chơi với chúng bạn giải nắng dầm mưa mà lỡ như tụi con bị cảm, bị sốt, bị nóng, bị nhức đầu, tụi con nằm đó, rồi bạn của mình tới nấu cháo cho mình ăn, phải không ạ? Bạn của mình tới mua thuốc cho mình uống, phải không ạ? Có không? Không có, làm sao bạn kêu cái chạy liền vậy? Hả? Tại vì ham chơi quá, phải không? Nhưng mà những cái việc đó ai làm cho mình? À, cha mẹ mình làm cho mình hết á. Khi mà mình đi chơi với bạn thì mình vui đó,
Nhưng mà khi mình về nhà lỡ như mình có nóng lạnh, nhức đầu, đau bụng, cảm sốt, thì người mà nấu cháo cho mình ăn chính là cha, là mẹ. Người mà đi mua thuốc cho mình uống cũng chính cha, chính là mẹ của mình. Người mà ngồi ở đầu giường để canh chờ, để mà lo lắng, quan tâm, chăm sóc khi mình bệnh cũng là cha và mẹ của mình, chứ không ai khác hết. Thế thì lúc đó sao mình cũng kêu bạn mình tới để mà chăm sóc cho mình? Hả? Mình kêu bạn mình tới chăm sóc cho mình, có bạn tới không? Tới không? Không có tới với mình đâu, phải không ạ? Cho nên các con phải suy nghĩ lại. Khi mà các con trả hiếu cho cha mẹ, không phải độ tuổi này các con trả hiếu không được, mà các con cũng có thể trả hiếu cho cha mẹ bằng cái công lao sức lực sẵn có của chính mình. Các con quét nhà, lau nhà, rửa chén, phụ công việc nhà là tụi con cũng đang trả hiếu cho cha, cho mẹ của các con đó. Rồi bây giờ các con ra khỏi nhà để đi chơi, ai là người trông các con về à? Ai là người trông các con về? Ba và mẹ là người trông các con nhiều nhất. Nhưng mà khi mà mình đi ra khỏi nhà rồi đó, mà mình nhớ cha nhớ mẹ của mình, thì mình nên điện thoại về, mình hỏi thăm cha, mình hỏi thăm mẹ của mình, là mình cũng có cái sự hiếu thảo khi nhớ về cha mẹ đó. Đừng để cha mẹ phải lo khi mình đi ra ngoài mà mình không có báo cho cha mẹ biết là tụi con mang tội bất hiếu với cha mẹ mình, làm cho cha mẹ của mình phải thấp thỏm lo âu sợ hãi và trông chờ các con về. Cho nên các con đi đâu, về đâu, các con làm gì cũng phải nhớ đến cha, nhớ đến mẹ của mình. Đừng để cho cha mẹ mình phải thấp thỏm lo âu sợ hãi và lo lắng vô cùng khi các con đi ra khỏi nhà mà cha mẹ là người ngóng trông nhiều nhất. Rồi sống trong gia đình với cha, với mẹ của mình, các con thấy có bao giờ mình thấy cha mình khóc không? Có bao giờ thấy nước mắt mẹ mình rơi chưa? Có thấy chưa? Vì sao mẹ khóc? Hả? Vì sao mẹ mình khóc? Vì sao? Hả? Vì sự không nghe lời, vì sự ngỗ nghịch của mình, vì sự bất hiếu của mình mà làm cho mẹ mình phải khóc. Phải không? Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ, nghe không? Bởi vì bây giờ mình thấy mình diễm phúc, mình còn được gần bên cha mẹ, còn cha mẹ để chăm sóc, quan tâm, thương yêu, chiều chuộng, lo lắng cho mình tất cả, là mình diễm phúc hơn hết đối với các bạn mà bất hạnh mất cha hoặc mất mẹ rồi. Bây giờ muốn có cái tình thương đó cũng không được nữa. Mà mình có cái tình thương của cha mẹ dành cho mình như vậy đó, mà mình không trân trọng và mình không quan tâm, thì đây là một cái sự thiếu sót rất là lớn. Cho nên đừng bao giờ các con làm cho cha mẹ của mình khóc. Đừng bao giờ làm cho cha mẹ của mình phải khổ sở, vất vả, lo toan vì chính bản thân của mình nhiều. Và sống trong nhà đó, các con thấy ai là người nói dối với các con nhiều nhất nè? Ai? Ai? Ba và mẹ của mình, phải không? Tại sao ba mẹ phải nói dối với mình? Tại sao à? Hả? Vì thương yêu.
các con. Cho nên có đôi lúc cha mẹ phải nói dối với các con. Thí dụ như bây giờ cơm còn ít quá mà đủ để các con dùng thôi. Khi lên mâm cơm, cha mẹ ăn ít, rất là ít, để nhường cho các con. Rồi cha mẹ nhịn đói để cho các con ăn. Các con mới hỏi cha mẹ sao cha mẹ không ăn. Thì cha mẹ mình nói làm sao? Cha mẹ no rồi. No rồi. Phải không? Rồi á, có khi nào mình thấy cha của mình, mẹ mình mặc một chiếc áo sờn vai, mặc một chiếc áo rách vai, thì mình hỏi sao mẹ không mặc áo mới, sao mẹ không mặc áo lành. Cái mẹ mình nói là mẹ có nhưng mà mẹ không có mặc, để dành đó khi nào có chuyện gì đó, đám tiệc gì đó mẹ mặc. Nhưng mà lúc nào trên người của mình có mặc quần áo rách rưới giống như mẹ không? Không. Mình không có mặc quần áo rách rưới như mẹ, như cha của mình. Mà tất cả quần áo lành lặn tốt cha mẹ của mình đều dành cho mình hết. Cha mẹ sẵn sàng mặc quần áo rách rưới để cho các con được lành lặn. Và như thế các con thấy cái công lao và sự hy sinh của cha mẹ dành cho mình, từng miếng ăn, từng giấc ngủ, từng chiếc áo mà các con mặc ở trên người của các con đó, tất cả đều là do sự hy sinh của cha, của mẹ dành cho các con. Và sự hy sinh đó vô cùng, sự hy sinh vô tận, không có bờ bến đối với các con. Vì các con là một tác phẩm tuyệt vời nhất, là một thiên thần nhỏ trong lòng của cha mẹ mình. Cho nên vì vậy, thương yêu, nâng niu, chiều chuộng các con hết mực để cho các con được khôn lớn trưởng thành. Và lo cho các con không phải thiếu thốn bất cứ thứ gì, để cho các con không bị mất mặt với chúng bạn, không bị chúng bạn chê cười, và không mặc cảm tự ti đối với bạn của mình, là tất cả điều cha mẹ dành cho các con hết. Dành cho các con hết. Một sự hy sinh của cha mẹ dành cho các con vô cùng lớn lao. Mà nếu như các con không nhớ đến cái ân của cha mẹ mình, không nhớ tới cái bóng cả này che cho các con một cuộc đời đầy đủ hết, để cho các con được khôn lớn trưởng thành, thì các con trở nên một người con thiếu sót, bất hiếu đối với cha, đối với mẹ của mình. Có một sự hy sinh thầm lặng, đó chính là sự hy sinh của người cha. Cha của các con lúc nào cũng thể hiện nghiêm nghị hết, lúc nào cũng thể hiện một cái sự dạy dỗ cứng rắn đối với các con. Cho nên các con cứ tưởng rằng cha mình không thương mình, cha mình không có gần gũi với mình, rồi từ chỗ đó mình có một cái sự xa cách đối với cha mình. Nhưng các con không biết đâu, cha các con phải âm thầm ngày đêm vất vả sau lưng lo cho các con rất là nhiều thứ, và hy sinh cho các con rất là nhiều thứ trong một sự âm thầm lặng lẽ. Cho nên các con không bao giờ thấy được giọt nước mắt của người cha, không bao giờ thấy cha của mình khóc, bởi vì cha của các con lúc nào cũng cứng rắn, mạnh mẽ để trở thành một tường thành lá chắn lớn lao nhất trong cuộc đời mà che chở cho các con. Cho nên có một nhà thơ mới nói rằng là: vui vì con, cha vị chỉ vui trong im lặng. Khóc vì con, cha khóc thầm trong cay đắng. Làm sao con thấy được nước mắt rơi? Cha thương con cả một cuộc đời,
nhưng con nghĩ thương cha thì rất ít. Cho nên các con phải nhớ rằng công của cha mà lo lắng, vất vả, quan tâm, cực khổ vì mình rất là lớn. Vào năm 2014, có một cái câu chuyện được kể lại như thế này. Có một người cha, có một cái đứa con đang độ tuổi ăn học. Nhưng mà không may, đứa con này mang một cái chứng bệnh nan y ở trong người. Và người cha phải bán hết tài sản trong gia đình của mình để mà lo cho cái đứa con. Một hôm bác sĩ mới đưa một cái toa thuốc báo với người cha rằng là muốn phẫu thuật để cứu con của ông đó, thì ông phải đóng một cái số tiền, đó là 700.000 nhân dân tệ. 700.000 nhân dân tệ. Thì một cái số tiền quá lớn, cho nên người cha mới đi gom hết tài sản của trong gia đình mình, đất đai ruộng vườn, nhà cửa, bán được 400.000 nhân dân tệ, còn thiếu 300.000 nhân dân tệ. Vì thế người cha này không còn cách nào khác là phải hy sinh thân mình để có cái số tiền còn lại lo cho đứa con đang nằm trong cái bệnh viện. Tụi con biết người cha làm bằng cách nào không? Người cha này đó viết một cái tấm bảng lớn để trước ngực của mình, đi ra đứng ở ngay cái vệ đường á, ở bên ven đường đó, và tấm bảng đó ghi rằng là: hãy đấm tôi một đấm và cho tôi 10 nhân dân tệ. Người cha ghi như vậy đó. Xuống dưới đó là cái dòng dưới là: để cứu con trai của tôi. Ai đi ngang nhìn thấy cũng rất là cảm động. Vì con bệnh nằm trong bệnh viện, người cha này không còn cách nào để mà cứu con mình hết, cho nên treo một cái tấm bảng trước ngực để rằng là: ai đi ngang hãy đấm tôi một đấm và cho tôi xin 10 nhân dân tệ. Các con thấy đó, vì muốn cứu con mình mà người cha này sẵn sàng hy sinh thân mình, chịu đau đớn cho người khác đánh để có tiền chữa bệnh cho con. Một sự hy sinh rất là lớn lao của người cha dành cho con. Và mọi người đi ngang nhìn thấy như vậy, ai cũng cảm động, ai cũng xúc động vì cái tình thương của người cha này dành cho đứa con quá lớn. Cho nên trong cuộc sống hàng ngày đó, tụi con thấy cha của mình chịu vất vả, cực khổ, gian nan, đau khổ cỡ nào cha cũng chịu đựng được. Cha cũng không bao giờ than vãn một lời, miễn sao có tiền mà lo cho các con được khôn lớn trưởng thành. Và người cha trong câu chuyện đó cũng là những người cha trong cuộc đời này đang âm thầm lặng lẽ để lo cho tụi con, vất vả gian truân cực khổ để lo cho tụi con đó. Cho nên tụi con phải thấy rằng công của cha lớn lao vô cùng đối với chính bản thân của mình. Rồi đối với mẹ của mình cũng vậy. Mẹ của mình thì vất vả cực khổ, mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày ở trong bụng, rồi 3 năm bú mớm bồng ổng, cho đến khi tụi con được khôn lớn trưởng thành, chập chững bước đi, là mẹ của tụi con cũng vất vả cực khổ gian lao, không gì có thể diễn tả hết được sự cực khổ đó. Rồi trong cuộc sống hàng ngày, mẹ phải hy sinh. Mà trong Kinh Vu Lan có kể, tụi con có đọc Kinh Vu Lan tụi con sẽ thấy: bên ước mẹ nằm, bên ráo con lăn,
Khi ngủ á, mẹ dành nằm ở bên ướt, còn bên khô ráo dành cho tụi con nằm để có giấc ngủ ngon. Rồi bao nhiêu bùi ngọt để dành cho con. Còn cay đắng trong cuộc đời, ăn cay nuốt đắng, cha mẹ dành hết tất cả. Những gì ngon ngọt nhất cha mẹ của tụi con dành cho tụi con. Và tụi con thấy rằng công ơn của cha, công lao của mẹ đối với tụi con thật là lớn lao. Và người mẹ hy sinh cho tụi con tất cả để mà tụi con được như ngày hôm nay là công lao vất vả cực khổ của mẹ mình. Mẹ mình sẵn sàng hy sinh cả một tuổi thanh xuân, một thời thanh xuân để lo cho mình được khôn lớn trưởng thành. Mẹ hy sinh hết để dành cho tụi con. Từ ăn uống, ngủ nghỉ, trang điểm, quần áo, tất cả những gì mà tụi con có được đó cũng do mẹ của mình hy sinh để có được mình. Để có được mình. Rồi ở tại Việt Nam của chúng ta, năm 2012 có một cái câu chuyện cũng rất là cảm động. Và câu chuyện này chính là sự hy sinh của người mẹ. Qua cái câu chuyện thật này mà các nhà làm phim họ cũng có dựng lại một cái bộ phim nói về cái tình mẹ. Là khi cô này có mang thai cái đứa con ở trong bụng của mình á, được 5 tháng, thì bác sĩ khi mà đi khám đó, khám thai đó, thì bác sĩ bất ngờ phát hiện ra là trong người của cô mang một cái chứng bệnh ung thư. Cho nên bây giờ muốn bảo vệ tính mạng của cô thì phải chữa bệnh bằng cách xạ trị. Nhưng mà nếu như xạ trị đó thì đứa con ở trong bụng bị ảnh hưởng rất lớn, và có đôi khi không giữ được đứa con của mình nếu như sử dụng cái phương pháp xạ trị, có nghĩa là vô hóa chất để trị cái bệnh ung thư. Người mẹ này nhất quyết từ chối lời đề nghị của bác sĩ là không vô hóa chất để có sức khỏe tốt và giữ gìn cái bào thai của mình. Cho nên á, khi mà người mẹ này bị cái căn bệnh ung thư quái ác nó hoành hành quá, thì bác sĩ mới báo nếu như bây giờ mà đợi cho đến 9 tháng 10 ngày mà sinh ra thì chắc không kịp. Cho nên bác sĩ mới đề nghị bây giờ phải mổ để bắt con và cứu mẹ được lúc nào hay lúc đó. Thì lời đề nghị này cô chấp nhận. Cô chấp nhận là bây giờ mổ để bắt con ra, miễn làm sao cho đứa con ở trong bụng của cô đó được bình an. Thì mới được hơn 7 tháng thôi thì bác sĩ phải tiến hành cái ca phẫu thuật là mổ lấy đứa con ở trong bụng ra, gọi là sinh non luôn đứa con ở trong bụng ra. Thì khi mổ lấy đứa con ra, cái sức khỏe của người mẹ rất là kém. Và người mẹ này nhìn đứa con được ra đời trong sự mãn nguyện, trong sự yêu thương và đầy đủ hết tất cả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý ở trên người, nói chung là đầy đủ lành lặn hết. Người mẹ vô cùng vui mừng, mãn nguyện. Và vài hôm sau đó người mẹ qua đời vì cái căn bệnh ung thư của mình. Đây là một cái câu chuyện có thật xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta năm 2012. Và đây là sự hy sinh của người mẹ để cho đứa con của mẹ mình
được sinh ra và khôn lớn trưởng thành. Và cái câu chuyện này có tên là con phải sống. Con phải sống có nghĩa là con phải sống với đời, con phải lớn khôn lên với đời. Còn mẹ như thế nào, mẹ không cần quan tâm. Thì qua đó tụi con thấy mẹ sẵn sàng hy sinh, vất vả, cực khổ, cho đến hy sinh cả bản thân mình để cho tụi con được khôn lớn trưởng thành. Cho nên vì vậy tụi con phải nghĩ đến cái công ơn cao cả của cha mẹ của mình dành cho mình trong suốt một cái thời gian dài. Và nhất là ở độ tuổi này, tụi con thấy đó, mình được lành lặn khôn lớn trưởng thành dần dần theo ngày tháng, thì cha mẹ của mình phải hy sinh công lao sức lực của mình rất là nhiều rồi, để các con mới được khôn lớn trưởng thành như ngày hôm nay. Và có một cái câu chuyện cũng xảy ra tại Việt Nam của chúng ta thôi, là sự hy sinh đôi mắt của người mẹ. Người mẹ này có một cái con mắt nó mất đi, chỉ còn có một con mắt thôi. Nhưng mà có một đứa con á, khi đưa đi học á, thì đứa con này không có muốn mẹ mình đưa tới cổng trường, mà chỉ đưa cách xa cổng trường rồi bỏ đứa con xuống cho đứa con đi lại cổng trường đi vào trường, chứ không cho mẹ mình đi đến trước cái cổng trường. Thì một hôm người mẹ mới hỏi, tại sao con không cho mẹ đến cổng trường? Người con mới nói rằng là con mặc cảm, con xấu hổ với chúng bạn của con là bởi vì mẹ còn có một mắt thôi. Nếu như bạn của con mà thấy mẹ còn có một mắt á, thì bạn sẽ chọc con là mẹ bị mù, bị đuôi, mẹ có một mắt, cho nên con mặc cảm, con xấu hổ, con mắc cỡ, con không dám cho mẹ đến cổng trường. Và trải qua thời gian 5 tháng, người mẹ cũng lam lũ vất vả cực khổ để lo cho đứa con ăn học, khôn lớn trưởng thành. Đến năm học cấp 3 xong, thì người con này ráng phấn đấu học rất giỏi. Nhưng ở trong trường mà học từ khi mà từ cấp 1, cấp 2, cấp 3, không có một đứa bạn nào biết được mẹ của bạn này hết á. Bởi vì bạn không bao giờ cho bạn của mình về nhà, và cũng không bao giờ giới thiệu mẹ của mình cho một người bạn nào hết á. Thì khi lên học lớp 12 xong, thi đại học đậu, thì cậu ta mới lên trên thành phố Hồ Chí Minh á, học ở trên đó. Nhưng mà đặc biệt là không bao giờ cho mẹ của mình lên thăm, và cậu ta cũng ít có bao giờ trở về thăm mẹ của mình. Chỉ có mẹ ở dưới làm có tiền rồi gửi lên cho ăn học thôi. Thì học đại học xong thì anh ta mới cưới vợ. Nhưng mà khi quen với bạn gái á, thì anh nói với bạn của ảnh là người mồ côi, mồ côi cha, mồ côi mẹ. Ảnh giấu luôn cái việc là còn một người mẹ một mắt ở quê hương của mình. Thì người vợ nghe vậy cũng tin thôi. Thì khi hai người cưới với nhau có con rồi, thì thỉnh thoảng á, anh mới có giấu vợ của anh một số tiền gửi về để lo cho mẹ anh. Mà một hôm á, người mẹ nhớ con quá không chịu nổi, Mới hỏi con khi mà con điện thoại về hỏi thăm á, thì mới hỏi con ở đâu, hôm nào mẹ lên thăm. Thì anh ta chỉ nói lóng thoáng là ở cái địa chỉ đó thôi. Nhưng mà một hôm nhớ con quá chịu không nổi, Mẹ anh ta mới là đón xe đi lên trên ngay cái địa chỉ mà anh ta chỉ loáng thoáng mà người mẹ nhớ hôm trước đó, để tìm đứa con. Thì khi đến ngay cái cửa nhà đó, bấm chuông, thì anh ra anh mở cửa. Mẹ của anh thấy anh, mẹ rất là mừng.
và muốn nhào tới để mà ôm đứa con của mẹ vào trong lòng sau bao ngày xa cách nhớ nhung. Nhưng mà anh đẩy ra anh không cho, anh đẩy ra anh không cho. Và anh mới nói một câu vô cùng đau lòng như thế này: bà là ai? Bà đến nhà tôi để làm gì? Và bà cần gì bà cứ nói. Người con hỏi người mẹ vậy đó. Người con hỏi người mẹ như vậy rồi á, thì người mẹ cảm thấy á là buồn vô cùng, nhưng mà không biết phải nói sao. Cho nên người mẹ mới âm thầm lặng lẽ là nói với người con là: tôi đã đi nhầm nhà rồi, tôi xin lỗi. Thì người mẹ nhìn đứa con, xong mẹ trở về quê. Trở về quê một thời gian thì anh này có một cái lá thơ do nhà trường mà anh học hôm trước gửi lên là họp các lớp học của trường làm một cái ngày truyền thống để về. Thì khi mà về ở trường đó họp, anh mới ghé sang nhà mà nhìn trước nhìn sau không thấy mẹ, thì nhìn thấy cái bàn thờ có cái hình của mẹ mình. Anh ta mới nhào tới cái bàn thờ, anh ta khóc một cách nức nở và hỏi mọi người xung quanh á, thì mọi người mới nói rằng là mẹ anh mất cách nay vài hôm. Thì trên cái bàn thờ á, mẹ của anh để lại một cái lá thư ở trên bàn thờ, một vài dòng dõn dẹn ngắn như thế này: con trai yêu quý của mẹ, mẹ xin lỗi là không chờ được con về. Vì sức khỏe của mẹ yếu kém dần từ khi lên thăm con mà con không nhận. Con không nhận mẹ. Mẹ lúc nào cũng thương con, cũng yêu con, cũng nhớ con và sẵn sàng hy sinh lo lắng cho con vì tất cả. Nhưng hôm nay sức cùng lực kiệt, mẹ không còn chờ đợi được nữa. Mẹ ra đi trước. Mẹ có một căn nhà này, mẹ có một mảnh vườn này, để lại cho con tất cả. Con trai thân yêu của mẹ, hãy cố gắng sống thật tốt với vợ, với con và nuôi dạy những đứa cháu nội của mẹ được khôn lớn trưởng thành, và hãy nuôi dạy nó hiếu thảo đối với con, để sau này con phải khôn, nó phải khỏi hối hận cắn rứt lương tâm cũng như con đối xử với mẹ vậy. Con trai của mẹ à, mẹ ra đi trước đây. Một cái lá thơ mà mẹ để lại ngắn ngủi như vậy, nhưng cũng chứa đọng hết cái tình thương yêu và để lại hết gia tài sự sản của người mẹ dành cho con của mình. Thì qua đó tụi con thấy cái tình thương yêu của cha mẹ mà dành cho tụi con đó, nó thật là khôn, nó thật là nhiều và không gì có thể nói hết được, không có gì có thể diễn tả được. Tụi con nên nhớ và suy nghĩ mỗi ngày, hỏi thăm cha, hỏi thăm mẹ và thấy được sự vất vả, cực khổ, nhọc nhằn của cha, của mẹ mình. Tụi con nên nhớ công ơn của cha mẹ, và cha mẹ luôn là tường thành lá chắn vững chắc nhất để che chở cho cả cuộc đời của tụi con. Và là bóng cả đó sẽ che chở cho tụi con đến hết cuộc đời, cho tới đời con, đời cháu của tụi con luôn. Cho nên vì vậy, đối với một người mà sống có hiếu có đạo và được mọi người thương yêu, không gì bằng tụi con phải hiếu thảo với cha, với mẹ của mình, và được mọi người kính trọng, giúp đỡ, thương yêu mình cũng là do tụi con biết hiếu thảo với ông bà cha mẹ của mình. Qua đó tụi con nên cố gắng làm sao trong cuộc sống hàng ngày mình phải biết giúp đỡ, thương yêu cha mẹ của mình, và cha mẹ mình làm cho mình như thế nào, mình hãy cố gắng làm sao sau này mình đền đáp cái công ơn đó lớn lao
giống như cha mẹ đã từng làm cho mình vậy. Đó, đó là điều mà tụi con nên cố gắng để làm một người con hiếu thảo đối với cha mẹ của mình. Hôm nay được về đây gặp gỡ tụi con để nói lên cái tình cảm thương yêu của cha và của mẹ. Như vậy tụi con có hứa với Thầy là mình sẽ hiếu thảo với cha mẹ mình không? Có không? Bằng cách nào? Hiếu thảo bằng cách nào? Hả, còn đi học thì phải học giỏi. Về nhà thì làm gì? Phụ việc, việc nhà. Còn đi ra ngoài đường, mình đối xử với mọi người làm sao? Đối xử tốt với mọi người để không làm cho cha mẹ của mình phải lo lắng hay là mắc cỡ với hàng xóm. Bởi vì các con phải làm sao cho cha mẹ mình hãnh diện là khi thấy những đứa con của mình là những đứa con hiếu thảo. Hôm nay về đây chia sẻ với tụi con cái vấn đề này. Thì nãy giờ mình nói về công ơn cha mẹ, để mình nhớ công ơn cha mẹ. Bây giờ Thầy hỏi tụi con, để tụi con trả lời với Thầy một vài cái câu hỏi về cái vấn đề mình nói nãy giờ. Và ai mà trả lời trúng thì sẽ có một cái phần thưởng đeo vào trong tay của mình liền. Các con chịu không? Chịu phải không ạ? Thế thì bây giờ Thầy phải đi xuống dưới để gặp tụi con, để Thầy hỏi tụi con trả lời nha. Giữa cha và mẹ, khi cha mẹ điều bệnh, tụi con chăm sóc cho ai? Chăm sóc cho ai? Mời bạn này. Dạ thưa sư, là chăm sóc cho cả hai người luôn ạ. Chăm sóc cho cha nhà mẹ luôn? Dạ. Nhưng mà bây giờ cái khả năng của con chỉ chăm sóc được có một người thôi, con chọn ai? Dạ con chọn cha, vì cha khỏe cha sẽ cùng với con chăm sóc với mẹ, chăm sóc mẹ. Tuyệt vời các bạn ơi, cho một tràng pháo tay nữa nào. Quá thông minh phải không ạ? Rồi cho con một cái phần quà. Dạ con cảm ơn sư. Chọn cha, bởi vì cha mà khỏe thì cha sẽ chăm sóc cho mẹ với con luôn, phải không ạ? A Di Đà Phật. Hơn một giờ qua Thượng Tọa đã vì tình thương dành cho tất cả chúng con mà Thượng Tọa đã không quản ngại đường xá xa xôi trở về nơi đạo tràng để có một buổi chia sẻ pháp thoại với chủ đề bóng cả đời con, nhắc nhở cho tất cả chúng con về công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Chúng con thành kính niệm ân những lời chỉ dạy vô cùng cao quý và những tình thương mà Thượng Tọa đã dành cho tất cả các khóa sinh của chúng con trong những năm qua của khóa tu mùa hè Ban Hướng Dẫn Phật Tử tỉnh Tiền Giang. Vậy giờ này một lần nữa chúng con cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho Thầy pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, mãi mãi là cây cao bóng cả che mát cho tất cả hàng hậu học chúng con. A Di Đà Phật. Khóa sinh trời ta, môi sinh, môi sinh. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa khởi thân hồi hướng. Cung thỉnh Thượng Tọa khởi xướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và
chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tất cả các bạn khóa sinh hãy chắp tay thành đóa hoa tươi thắm trên đỉnh đầu để cung tiễn thượng tọa giảng sư. Có con chim khách lách ca lách cách tìm đến chim kêu rằng à có ba cô nàng mắt đỏ môi hồng chúng chim đồng tiền. Hỏi cây đa sao vắng gió đi khi đêm về tang tinh tinh tang, gốc đa nghiêng bóng